Chào các bạn, đây là chiếc Starlink M1 vừa cập bến Xuân Vũ. Mình sẽ có một video mở hộp nhanh để cho các bạn có cái nhìn đầu tiên về chiếc máy nghe nhạc này. Đây là vỏ hộp theo kiểu mới của Starlink, thì tất cả những vỏ hộp của Starlink bây giờ đều có cái chung phong cách này, thì cũng rất là sang. Đây là tên của chiếc máy này, Starlink M1. Đằng sau thì chúng ta có những cái thông số kỹ thuật ở đây, nó có support DSD, rồi là mặt kính VAT 2.5D. Đây là màu, nó có ghi ở đây là màu blue. Đây là số serial. Mình sẽ mở hộp luôn. Đây là có một tờ hướng dẫn sử dụng nhanh. Các nút này. Đây là cái máy của chúng ta ở đây. Mình tạo bỏ phần mình. Ở dưới là có một cái hộp, đựng phụ kiện. Mình không xem là có những cái gì trong này. Ở đây là chúng ta có một quyển hướng dẫn sử dụng chi tiết, có tiếng Anh rất là chi tiết. Đây là cáp USB Type-C hai đầu. Cái này thì sẽ sử dụng với những cái máy Android nào mà có USB Type-C thì nó sẽ hỗ trợ để cái con M1 này làm DAC cho nó. Đây là một đầu USB Type-C, một đầu micro USB, mà micro USB thì cũng tương tự như vậy, là cũng chỉ dùng là để dùng làm DAC. Đây có một dây sạc Type-C. Đây là một cái đầu đọc thẻ nhớ. Cái này là nút chặn cho cái chốt 3.5 trên máy. Hai miếng dán, bộ miếng dán màn hình trước sau hai cặp, thêm một tờ về bảo hành. Vậy hết rồi. Quay trở lại với chiếc máy thì chúng ta sẽ có ở đây là mình có một phiên bản màu xanh dương, một phiên bản màu đen. Thì nhìn qua này các bạn có thể thấy nó rất là đẹp. Máy thì có thiết kế hai mặt kính và khung thì bằng nhôm. Ở phía dưới này chúng ta sẽ có một khe cắm thẻ nhớ, một cổng sạc USB Type-C, một ngó ra âm thanh 3.5. Bên cạnh trái thì có 3 nút cứng làm quay lại, tăng âm lượng, và đây là một nút reset nằm ở chìm bên trong. Đây bên cạnh phải thì sẽ có nguồn, và đây là cái wheel vật lý của máy. Nên mình sẽ bật máy lên. Khi các bạn bật mà nó có một cái đây là màn hình chờ, màn hình khóa của chế độ deep sleep. Có thể bạn có thể bật máy lên dùng bất cứ lúc nào mà không cần tắt máy đi, mà vẫn tiết kiệm, rất là tiết kiệm pin. Đây menu giao diện sử dụng vẫn giống với cả những cái máy nhạc trước của Starlink, rất là trực quan để sử dụng. Và mình sẽ vào trong cái setting, các bạn có thể thấy nó có rất là nhiều cái tinh chỉnh. Nó này chỉnh được hai chế độ, một là USB, một là DAC. Mà cái máy này thì sẽ có cái chuẩn kết nối Bluetooth 4.0. Các bạn có thể nghe nhạc với những cái máy, những cái tai nghe có hỗ trợ không dây. Và đây nó hỗ trợ công nghệ truyền tải aptX, tức là truyền tải không dây chất lượng cao. Rồi mình sẽ cầm qua các bạn nhìn xem cái máy màu đen trông nó như thế nào. Màu đen này thì cũng rất là đẹp, nó tuyền với nhau. Đây mình sẽ giới thiệu các bạn, đây là cái bao da của M1. Nó có hai màu, màu đen và màu xanh dương. Đây là cái dây đi kèm cái bao da. Thì các bạn có thể sử dụng nó, cái bao da này nó có thể lật ra lật vào như này. Thì bạn có thể kẹp vào cái sợi dây để đeo vào tay khi chạy thể dục, hoặc là dùng để kẹp vào thắt lưng khi sử dụng bình thường. Nói cho qua một chút thì máy này có hỗ trợ DSD và các định dạng nhạc Rolex. Và USB Type-C là một trong số ít những con máy nghe nhạc hiện nay mà sử dụng chuẩn kết nối này, cắm hai mặt dây đều được như kiểu Lightning, rất là tiện. Như vậy là video mở hộp nhanh của mình đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi và theo dõi. What do you jump?
không.